chưa? Rồi bắt đầu. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với Châu Âu cam kết về nước. Vina công ty xuất nhập khẩu chuyển giao công nghệ Vina Vimec GSC địa chỉ nhận hồ sơ Tân Tây Đô đang ở Hà Nội về điện thoại số điện thoại 0965097156 tên B người lao động là tên là Nguyễn Như sinh ngày 7/12/93 số chiếu C31926 ngày cấp 18/6/517 quê quán Hữu Tôn Kiến Sương Thái Bình. Công ty môi giới sử dụng lao động nếu lao động về nước bất kể lý do gì chỉ cần kết thúc hợp đồng sẽ trừ các khoản chi phí như sau: phí môi giới Đài Loan làm qua ba 800 USD, thời gian lao động làm việc tại Đài Loan mỗi tháng 100 USD, phí môi giới Việt Nam 1200 USD không bao gồm tiền mừng, chỉ 300 USD tiền cách ly môi giới đã chúng ta chi trả, nhưng vì lao động về nước trước hạn nên phải bồi thường tiền cách ly, ngoài ra lao động phải chi trả tiền vé máy bay, tiền ăn ở, thuế bảo hiểm, phí sử dụng các khoản chi phí phía Đài Loan. Ví dụ lao động sang Đài Loan làm việc được 5 tháng tổng phí tại Việt Nam là 4.000 USD, phí hiện tại khi về nước 4.000 USD trừ 800 giấy tờ Đài Loan 1.200 phí Việt Nam 500 USD thời hạn 5 tháng 300 USD cách ly và 1.200 USD trong trường hợp lao động sang làm việc từ 1 đến 5 ngày do có số tiền không đủ chi trả cho thủ tục về nước nên sẽ lấy trong tiền xuất cảnh được trả lại thể các khoản như sau: phí ăn ở, phí thu nhập, phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, vé máy bay về, thẻ lưu trú, khám sức khỏe, tiền phúc lợi và một số các nếu có không đủ công sở nhà máy. Khi số tiền lương làm việc tại Đài Loan không đủ để trả các phí trừ tại Đài Loan thì sẽ truy vào phí đi của lao động. Vì vậy lao động sang làm việc nếu công việc không phù hợp hoặc có lý do khác đến về nước phải cố gắng làm hết tháng hoặc thời gian chủ nhật những ngày để có đủ tiền chi phí trả phía Đài Loan. Do lao động không thích nghi với công việc sang Đài Loan làm được 3 ngày về nước tiền lương không đủ trả các chi phí bên Đài Loan thì sẽ tính như sau: tổng chi phí 4.000 USD 800 phí môi giới làm qua ta 1.200 USD phí môi giới Việt Nam 100 USD thời hạn làm việc 1 tháng 300 USD cách ly các phí trừ bên Đài Loan trừ vào phí đi của lao động số tiền trả lại cho lao động không cam kết đã đọc và hiểu rõ nội dung cam kết. Tôi không có ý thắc mắc nào sau đây, nếu trường hợp muốn về nước cam kết sẽ làm đủ 1 tháng. Hà Nội ngày 4/5/2021 lao động là cũng như sao lại không có đáp ứng rồi.